talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Chúng ta không thuộc về nhau. Like we used to do. Chúng ta không thuộc về nhau. Like we used to do. Chúng ta không thuộc về nhau. Like we used to do. Chúng ta không thuộc về nhau. Like we used to do. Niềm tin đánh mất, dồn lên mắt con kia cánh chim sâu. Tình về nơi đâu, cô đơn đôi chân lạc trôi giữa bầu trời. Màn đêm che giấu, từng gặp tôi vẫn cuốn lấp sau bờ môi. Tại vì anh tôi yêu say mê cho nên đôi khi quá dài khờ. Nhắm mắt ở từ anh không muốn lạc vào trong nơi đâu này. Phía trước bây giờ ai đã nắm chặt bàn tay của em vậy. Mong lúc như một trò đùa. Anh xin giơ tay giữa đôi. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was our way before? We don't talk anymore like we used to do. I just want to find somebody. Hey. We don't talk anymore like we used to do. Hey. Come on. Hey. Đêm qua cơn mưa bao vây trên sân đồn ta. Hey! Em ngày hôm qua cuốn gió theo mây bay về nơi xa. Trời sẽ thấu bao la, anh lấy đâu cho mình bơ vơ lang thang. Có lẽ em đang yên vui bên nhau gì, quên đi để anh nhớ, hơi mê để anh mơ, nơi đâu để anh giấu một nỗi buồn vào trong mơ. Giờ anh không muốn lạc vào trong nơi đâu này. Phía trước bây giờ ai đã nắm chặt bàn tay của em vậy. Hey! Mong luôn như một trò đùa. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was our love before? We don't talk anymore like we used to do. Chúng ta không thuộc về nhau. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore.
là cái phần mà chọn cái bài hát này thì nó sẽ gây được cái hiệu ứng với khán giả rồi, vì bài này đang rất nóng. Và cái cách chơi của bọn em thì anh nghĩ là nó cũng rất là fun. Anh chỉ góp ý một cái điều duy nhất thôi, bởi vì đối với thường tất cả các band như như bọn em ấy thì đều bị sẽ gặp phải một vấn đề là khi mà diễn ấy thì tất cả mọi người cùng máu, và 6-7 cái máu cộng lại thì nó thành một cái over, đúng không? Đấy, ban nhạc đánh cũng hơn lên tay, lúc mà tập thì chỉ đánh 5 thôi, và bây giờ lúc diễn thì đánh thành 15. Thế là cộng lại tất cả với nhau rồi là ca sĩ thì gào lên thì nó sẽ bị over. Tất cả những cái đấy là một cái mà khó khăn nhất của tất cả các ban nhạc. Tất cả các ban nhạc anh gặp đều gặp phải cái tình trạng này, kể cả là chuyên nghiệp cho đến không chuyên nghiệp thì đều gặp phải cái tình trạng này. Nhất là với âm thanh mình không nghe được rồi là các thứ. Thế nên cái quan trọng nhất đấy là mình phải rất là bình tĩnh, và mình phải đánh rất là tinh tế đi, thì ca sĩ họ vào họ hát nó mới là vừa phải. Đấy, đấy là cái mà anh chia sẻ với bọn em. Thế còn tất nhiên là có lẽ là bọn em là một cái phần trình diễn mà anh thấy được có cái sự connect với tất cả các thành viên ban nhạc, từ cái việc ca sĩ ra diễn với cả solo guitar, rồi là cái đoạn đọc rap của em nữa. Và anh thực sự là anh cũng rất là phục cái nỗ lực, nghị lực của bạn đánh trống, drummer. Em chơi trống rất là hay, và em có thể giống như là một cái linh hồn của band, anh nghĩ thế. Nên là anh xin được chúc cho tất cả các em may mắn và sẽ giữ được nhiều cái tình yêu âm nhạc, và hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ vâng, chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau rồi, đúng không ạ? Quý vị khán giả thân mến, quý vị có yêu thích The Sun không ạ? Xin cho một tràng pháo tay.